Rồi quý vị, hôm nay thứ bảy nha quý vị, 2 tây tháng 9 2023 nha quý vị. Combo đầu tiên là combo số 6, 3 cây sâm hương 300k, bao gói ship toàn quốc ha quý vị. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Mấy cái chậu này á, là tôi là bao chậu, có chậu luôn ha, nhưng mà tôi đóng gói nha, cẩn thận rồi nha quý vị. Nhưng mà đi mà có lỡ mà có nứt nẻ bể gì là miễn đền nha quý vị, giao kèo trước luôn nha, đóng rất là kỹ nhưng mà có nứt có bể gì thôi miễn đền nha. Anh chị em nào mua được thì cứ mua ha, còn không thôi nha quý vị. Chứ giờ cái khâu đóng gói rồi đóng kỹ rồi mà nó quăng tới quăng lui là xui xui là bể là phải chịu thôi nha, chứ đền là tôi không có đền nha. Giờ bán giá 300.000 mà bao hủy ship mà chậu luôn rồi tôi còn có 50.000 cây, chậu này là 50.000 cái nè, cái này là 30.000 cái nè, còn cái này rẻ hơn nè, cái này có mười mấy ngàn nè, tùy theo cái chậu ha. Đó rồi, đây cây số 1 đi ha quý vị, bể chậu không đền nha, tôi giao trước rồi nha, mà tôi đóng rất là kỹ đó. Một cây số 2 nè, chậu này mất tiền nè. Tiền ship là hết 50 rồi nha quý vị. Cây này cây số 3 nè. Rồi ba cây 300, bao hủy ship xuống luôn nha quý vị.